Xin chào, mình là Gia Bảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của công ty luật CIS. Sau khi đăng tải video thông tin về việc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã hết hạn sang tên xe không chính chủ, xe không giấy tờ và giải đáp cho câu hỏi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người dân chạy xe không chính chủ có bị phạt hay không? Công ty luật đã nhận được rất nhiều bình luận của bạn đọc tiếp tục hỏi rằng nếu mượn xe của người nhà, của bạn bè hoặc được tặng cho xe mà chưa sang tên thì chạy trên đường có bị phạt hay không? Nếu có thì ai là người chịu phạt? Cảnh sát giao thông có được quyền dừng xe để xử lý lỗi phạt này hay không? Trong video này, công ty luật sẽ giải đáp cho các bạn. Thông tin về việc xử phạt lỗi đi xe không chính chủ đã khiến không ít người dân có tâm lý e ngại khi mượn xe của người nhà hay của bạn bè để tham gia giao thông. Tuy nhiên, hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe thì mới bị coi là vi phạm. Rõ ràng, các trường hợp vừa nêu không bao gồm việc cho mượn xe vì bản chất của việc cho mượn là chưa phát sinh việc chuyển quyền sở hữu, chưa có việc phải chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe. Tuy nhiên, việc cho người khác mượn xe sẽ phát sinh trách nhiệm pháp lý của chủ xe trong trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định để tham gia giao thông. Ví dụ, người lái xe không đủ tuổi hoặc không đủ sức khỏe theo quy định, không có bằng lái xe hoặc có bằng lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang bị tước quyền sử dụng bằng lái, v.v. Mức phạt mà chủ xe phải chịu nếu giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông từ 800.000 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 triệu đến 4 triệu đồng đối với tổ chức nếu là xe mô tô, xe gắn máy. Còn nếu xe cho mượn là xe ô tô thì chủ xe sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức theo điểm D khoảng 5 điều 30 và điểm H khoảng 8 điều 30 của Nghị định 100 năm 2019, Nghị định Chính phủ được sửa đổi năm 2021. Như đã đề cập ở đầu video, hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên của chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe sẽ bị xử phạt. Theo quy định tại thông tư 65 năm 2020 của Bộ Công an, cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch sẽ được quyền dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong trường hợp trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 10 điều 80 của Nghị định 100 năm 2019, việc xác minh để phát hiện hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định chỉ được thực hiện thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông hoặc qua công tác đăng ký xe. Do đó, không phải lúc nào khi đang chạy xe trên đường không gây tai nạn mà bạn sẽ bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và xử phạt về lỗi không sang tên xe này. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu bạn có thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Công ty luật sẽ tổng hợp để giải đáp pháp lý chung trong các video lần sau. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.